Nó chỉ sẽ bài hình hình tròn. Thì khối hình tròn, trước khi vẽ hình tròn thì mình sẽ dựng một cái hình vuông. Mình sẽ canh cho bốn đoạn bằng nhau. Sẽ đo đoạn này. Sẽ đánh bỏ vào đây. Thì nếu như hai đoạn bằng nhau là ra hình vuông. Chưa? Thì sau khi dựng hình vuông thì mình sẽ chia đôi ra. Chia đôi về dọc. Chia đôi về ngang. Thì sẽ có được tâm hình tròn và bán kính. Cái đoạn này sẽ là bán kính này. Ta sẽ đo đoạn này. Đây sẽ là bán kính này. Thì ta giữ nguyên cái này. Ta bỏ vào đây. Thì ta có được cái những cái điểm này thì bắt đầu mình sẽ xoay lại thành hình tròn. Nối những cái điểm này nè. Và sau khi mình dựng xong cái hình tròn thì mình sẽ tẩy hết những đường sai đi, đường dựng hình đi. Rồi cách để mình xác định khối của cái bóng đổ của hình tròn như thế nào, mình vẽ ellipse. Nó sáng chiếu từ đây qua thì đây sẽ sáng nhất, đúng chưa? Thì đối diện với sáng nhất sẽ là tối nhất. Thì đây sẽ là tối nhất. Còn nếu sáng thấp hơn thì dưới này sáng hơn thì tốt nhất nó sẽ nằm ở đây, được chưa? Tức là nó phụ thuộc vào hướng ánh sáng. Còn bóng đổ này thì mình sử dụng hướng sáng từ đây qua bóng đổ. Mình sẽ vẽ một cái hình ellipse dài hay ngắn thì phụ thuộc vào hướng sáng cao hoặc thấp. Thì mình có được cái hình dáng của bóng đổ như thế này. Chưa? Sau đó mình tẩy cái đường ở phía trong này đi. Thì mình sẽ có được cái phần bóng đổ của khối tròn. Thì cái bóng đổ này nó phải tối nè. Thì mình cứ nhấn sơ trước cái phần này để cho nó bật được cái vật lên đã. Em có thể duy trì cũng được. Sau khi mình duy trì xong thì mình xác định nhịp vẫn đường chân trời. Rồi phần ánh sáng này thì hồi nãy chị nói rồi là phần ánh sáng, nếu như phần nào nhận sáng đi thì đối diện với sáng nhất sẽ là tối nhất. Mình sẽ kẻ cái đường này, đường khối 1/3 nó phụ thuộc vào hình dáng ở bên ngoài. Nếu như hình dáng bên ngoài cong như thế này thì đường khối 1/3 cũng sẽ cong như thế này. Còn nếu như mà hình dáng bên ngoài là như thế này
thì cái đường khối 1 phần 3 cũng sẽ như thế này. Nếu như đường khối 1 phần 3 như nó, đường khối bên ngoài như thế này, thì đường khối 1 phần 3 như thế này. Tức là nó sẽ phụ thuộc vào cái hình dáng bên ngoài. Nếu như hình dáng bên ngoài cong như thế nào thì đường khối 1 phần 3 cũng sẽ cong y như vậy. Sau này mình sẽ gặp tĩnh vật thì tĩnh vật nó cũng sẽ y như vậy. Mình sẽ xác định theo cái phần hình dáng bên ngoài của vật, chứ không phải là mình xác định theo cái đường trụ tròn mấy bữa mình học đâu. Rồi bây giờ mình sẽ nhấn cái đường này. Tại vì đối diện là tối nhất thì chỗ này sẽ là tối nhất này. Thì chỗ này nó sẽ tối nhất thì ngoài này sẽ vừa thôi, vừa. Sau đó đậm dần. Sau đó lại nhạt dần. Trước khi mình đen khối thì mình phải xác định cái đường khối 1 phần 3 trước. Sau đó mình sẽ chuyển dài hơn một xíu. Sử dụng nét hai đầu nhạt chữa đậm nha. Kết hợp với phần không gian này, tại vì nếu như mà mình chỉ nhấn cái này không á, xong xíu nữa mình đánh xong khối rồi mình nhấn không gian thì nó sẽ dễ bị lệch cái hình tròn, đánh chặt nó sẽ bị méo, thì vừa đánh mình vừa nhấn luôn cái phần không gian luôn. Không gian thì hôm bữa chỉ có bài đánh rồi, thì giờ nếu mà ai mà chưa đánh được thì có thể xem là cái bài luyện đánh phong ở cái video luyện nét nha, luyện nét luyện đánh phong, thì cái đoạn này chị sẽ đưa nhanh này. Lúc hồi nãy chị quay chị không hiểu vì sao mà nó lại mất cái đoạn mà chị bài lên khối, thì giờ chị nói sơ lại phần lên khối này. Thì hồi nãy mình đã nhấn sơ cái phần đường khối 1 phần 3 rồi đúng không? Thì mình sẽ chuyển này, vừa tới đậm tới nhạt dần rồi lại biến mất, tiếp tục xoay vừa đậm nhạt dần biến mất, xoay vừa đậm nhạc dần biến mất, tiếp tục xoay xoay cho hết vòng. Sau đó là ra tới đây là nó hết 1 phần 3 rồi, ra tới đây nó cũng hết 1 phần 3, thì mình sẽ nhấn là đậm nhạc dần biến mất. Tương tự ở đây cũng sẽ là đậm nhạc dần biến mất. Ở ngoài này mình sẽ chuyển nét vào, chứ mình không có nhấn đường 1 phần 3 nữa. Còn ở đây nó có đường 1 phần 3 nên mình sẽ nhấn là vừa tới đậm tới nhạc dần biến mất, vừa đậm nhạc dần biến mất. Mình sẽ chuyển khối vào, mình sẽ chuyển về cái chỗ sáng nhất.
Thì nhớ cái chỗ nào mình sẽ đăng, đăng nát nhẹ nhẹ nè, sẽ chuyển nhật dần biến mất, chứ mình đừng có chừa cho hắn một cái lỗ. Hoặc là mình cứ tới đây mình dừng 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 rồi mình chừa ra một cái lỗ đâu phải nha, mình phải chuyển nhật dần biến mất vào nha. Khi mà mình chuyển vừa đậm nhật dần biến mất, mình chuyển dọc của cái thân này xong thì bắt đầu mình là chéo, sau đó mình sẽ chéo lại, chéo chéo lại, sau đó mình lại dọc thân, chéo chéo lại rồi lại dọc thân, thì mình cứ chuyển như liên tục như vậy thì nó sẽ ra được cái khối hình tròn như thế này. Rồi như vậy là xong được cái khối tròn rồi đó. Và tiếp theo chị sẽ bày, một á là chị sẽ bày vẽ mắt của khối tượng, hai là chị sẽ bày tĩnh vật. Thì chị bày chất liệu, bày chất liệu gốm, thứ nhất là gốm, gốm bóng và gốm thô.
Rồi, nếu như mà xem mà không hiểu thì có thể bình luận hoặc là nhắn tin cho chị nha. Nhớ là cái đoạn này mình sẽ chuyển nhạc dần qua đây nè, chứ mình không được chừa sau đó mình lấy bút tẩy mình tẩy một cái lỗ màu trắng là không đúng nha.